Ngọc Hân xin kính chào quý khán giả thân thương của Trung tâm Thúy Nga và Đài truyền hình Vietface TV. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Ngọc Hân rất hân hạnh xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với không ai khác, kính thưa quý vị, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Ngọc Hân xin chào chú và Ngọc Hân xin chào chị Duyên ạ. Chào cháu, xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi đài. Dạ, chào anh, chào em và xin chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay sở dĩ Ngọc Hân mời nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên lên show này là để cùng hân hạnh giới thiệu đến với quý vị DVD Paris by Night 124, chương trình trực tiếp thu hình sẽ diễn ra vào hai ngày 11 và 12 tháng 11 sắp tới đây tại Pajanga Resort and Casino với chủ đề là Anh cho em mùa xuân. Nhưng mà trước khi mà Ngọc Hân hỏi về Paris by Night 124 thì có cái câu hỏi này là cháu muốn hỏi lâu lắm rồi nhưng mà chưa có dịp nào mà để phỏng vấn cùng một lúc chú và chị Duyên cả. Thì hôm nay Ngọc Hân xin được mạo muội hỏi và hỏi thiệt luôn là chú với chị Kỳ Duyên đứng bên nhau 25 năm rồi, cả hai người có bao giờ cãi nhau lần nào chưa ? Có lần nào cơm không lành canh không ngọt không? Cãi nhau thì chưa, nhưng mà có đánh nhau. Đánh nhau vậy rồi ai thắng chú? Cho em nhìn tướng là phải biết chị thắng rồi chứ làm sao mà anh mà thắng được. Cháu ơi, thưa quý vị khán thính giả, nó như thế này. Vợ chồng ý hiệp tâm đầu đến đâu cũng có lúc bất hòa. Yeah. Huống chi chú với cô Kỳ Duyên là người dưng nước lã mà cháu làm việc với nhau. Nhưng mà người dưng nước lã lại là hòa hơn vợ chồng. Nhưng mà nó có ba cái điểm khác biệt cháu. Yeah. Thứ nhất về tuổi tác. Thứ hai về văn hóa. Văn hóa đây là chú nói là chịu cô Kỳ Duyên từ mẫu giáo cô ấy đã học chương trình Mỹ. Yeah. Rồi sang đây còn trẻ lại học một lèo ra luật sư. Yeah. Nên cái văn hóa Mỹ ở trong cô nó mạnh hơn văn hóa Việt. Và cái thứ ba nữa là do cái tính tình trời sinh. Thì ba cái đó nó làm cho chú với cô Kỳ Duyên đương nhiên nó phải có những cái bất đồng. Nhưng mà cũng là thời gian đầu thôi. Dần dần thì cô Kỳ Duyên học ở chú một số điểm, chú học ở cô Kỳ Duyên một số điểm, cho nên là hai cái thế hệ đó nó bắt đầu nó gặp nhau, cho nên nó cũng bớt cái đánh nhau đi. Cái đó là chú Ngạn chia sẻ, còn chị anh nói như sao? vậy thì có lẽ là cái tính em là vì vậy mà em vui vẻ mà hạnh phúc hơn nhiều người, là tại vì khi mà nói em nhớ lại 25 năm đó, em chả bao giờ nhớ có gây lộn với anh lần nào. Hay có thể mà anh bực thì em vẫn cười cười thôi, tại vì em không biết là anh bực. Nếu anh có bực thì em không hề biết. Thật sự mà nói là tại vì có vẻ chứ chị với anh Ngạn không có gì để phải gây nhau cả. Là tại vì chương trình đã đưa ra như vậy. Ví dụ mà đã nói là ok, về văn hóa Việt Nam hay về cái gì đó thì chị quá nể anh rồi, anh nói thì chị nghe. Hay là khi nào mà chị đưa ra những cái ý kiến thì anh cũng nghe. Thành ra nếu mà nói là gây lộn thì chưa bao giờ. Chỉ có cái nhiều khi mà làm việc pressure, ví dụ mà cần quay hay gì đó, thì gọi là anh ưa nhắn lên, ôi cô ơi, thì anh hơi như vậy. Nhưng mà không bao giờ chị nghĩ là vì chị hết, vì cái trường hợp đó ấy. Thì lúc đó thì chị cứ anh calm down, hết một hơi thở, rồi chị lại tính bơ và phớt lơ đi thôi. Thành ra chị không bao giờ cảm thấy là có gây lộn không, cả. Nó như thế này nè, cháu, nó như thế này nè. Khi mất miền Nam thì chú đúng 30. Yeah. Chú ở cải tạo 3 năm, tức là 33 thì chú sang đây. Từ lúc sinh ra cho đến 30 tuổi hay là 33 tuổi là cái đoạn đời quan trọng nhất trong cuộc đời của người ta. Tại vì coi như là nửa đời người, tại vì đâu có ai sống tới 100. Không, bây giờ là ta sống average là 100 đó anh. Okay. Cái đoạn đời 30 năm, 33 năm nó quá quan trọng đi. Mà cái đoạn đời đó chú sống trong một xã hội đầy chiến tranh, có những cái bất chắc thay đổi chế độ, từ Việt Nam Cộng Hòa đổi sang chế độ Cộng sản, tất cả những cái bất chắc trong cái cuộc chiến, trong việc di tản, trong cái lề lối xã hội và chính trị, nó làm những cái người ở lứa tuổi chú lúc nào cũng lo toan. Nó không như bây giờ cháu ở Mỹ, ở Canada, cháu tính cái gì nó cũng có thể thành được. Yeah. Trừ khi cháu xui lắm hay là cái duyên phận của cháu nó quá là bất ngờ đi, phũ phàng đi, chứ còn sự thực ở đây cháu tính cái gì cũng thành. Thì ở cháu tính là đi học ra cái gì nó sẽ ra cái đó. Ngày xưa không tính được bởi vì phải đi lịch. Đang học cái đến tuổi tổng động viên hay gì đó, cho nên là trong cái xã hội mà chú sống nửa đời người đó, nó đầy những cái bất chắc, đầy những cái gian nan, đến độ
mà sang đây cái gì cũng làm cho chú bi quan, không biết chuyện mình nó có thành hay không. Trong khi cô Kỳ Duyên, cô không có để ý tới cái, bởi vì cô đi một cái lèo cuộc đời nó trơn tru, để ra trong dinh thủ tướng thì đi sang đây rồi học ra luật sư, cái gì nó cũng êm. Do đó cái sự, cái cuộc sống nó có làm thay đổi cái tính tình. Do đó cô cứ bảo tại sao anh cứ lo âu quá vậy, là bởi vì bây giờ nói chuyện với cháu với lại quý vị khán giả này, cái lần đầu đi sang Úc cái này hơn 20 năm, chú với bà xã chú thấy một cái bộ vali kéo đó, nó đẹp quá thì mà lại không đắt lắm, thì hai vợ chồng muốn mua, nhưng mà trời, chú với bà xã chú đều nghĩ là không biết bầu xô còn mướn mình làm xô hay không. Bây giờ mình mua cái này rồi người ta không mướn nó, mình quăng nhà rồi thôi. Hay là bà bầu xô Liên Phạm, bà ấy sang Paris, bà coi Paris by Night, rồi bà ấy ra LV, bà ấy xếp hàng, bà ấy mua cho chú cái vali kéo, chú từ chối là vì không biết mình còn làm hay không. Tức là ở cái thế hệ của chú đó, lúc nào cũng bị bi quan, bởi vì cái chuyện bi quan nó đã từng xảy ra suốt 30 năm ở trong cuộc chiến rồi. Nhưng mà ngược lại, cô Kỳ Duyên, cô sang đây lúc còn trẻ, cuộc đời cô tính cái gì nó thành cái đó, làm cho người ta bi quan, làm cho người ta lạc quan. Cho nên là đôi khi chú lo âu về cái gì thì cô Kỳ Duyên cô cứ gạt, thì tại sao anh cứ lo quá như vậy, nhưng mà tại vì chú đã từng gặp những chuyện như thế. Không, thì bởi vậy mới nói là em thấy sống ở ngoài đời mình thấy hai người là thấy khác hẳn. Có nghĩa là anh Ngạn hồi đó sang Canada, anh mua một cái nhà nhỏ, xong rồi khi mà được rồi thì anh bán cái đó, anh mua một cái nhà lớn, và chỉ trong vòng mấy năm là anh nói là anh vứt tiền vào mặt, bao nhiêu tiền làm hết để mà pay off cái nhà lớn. Thì bây giờ là anh pay off xong xuôi hết rồi. Còn trong khi chị một cái nhà nhỏ, mất cái nhà nhỏ, mua ba cái nhà, nó xuống lại mất ba cái nhà. Bây giờ mua thêm cái nhà khác vẫn còn nợ đầy đầu, nhưng mà vẫn ngồi đây cười cười, xách chiếc mô tô về chạy vòng vòng. Có nghĩa là... Thật sự đến bây giờ thì Ngọc Hân thật sự đã nghiệm ra được là tại sao mà chú Ngạn và chị Kỳ Duyên lại là một trong những một đôi MC mà hoàn hảo đến như vậy trên sân khấu. Bởi vì một trong những điều đó có lẽ là cái luật bù trừ, đúng không chú? Là hai người là song kiếm hợp bích. Như nãy Ngọc Hân chính mắt Ngọc Hân mới thấy ngay trong phòng make up, thì chị Duyên đang ngồi make up, thế là chú Ngạn cứ đi ra đi vào, cô ơi sắp trễ giờ rồi, đúng rồi, cô ơi sắp trễ giờ rồi, nhanh lên, thế là chị Duyên cứ bảo anh cứ từ từ và cái Duyên nói là anh đây cô ơi sắp trễ giờ rồi, chứ nói không sao anh, tại vì không hôm nay là mình có cả cái studio, nếu mà mình trễ có mấy phút không sao, nhưng mà thật sự là cũng đúng giờ. Nhưng mà cái mà tốt của anh Ngạn, ví dụ mà làm live show đó thì bao giờ là anh cũng ngồi bên cạnh sân khấu, mặc dù chị và anh có chia ra, ví dụ anh giới thiệu người này, em giới thiệu người kia, nhưng mà không phải cái phần anh giới thiệu, anh cũng ngồi bên cạnh sân khấu, tại vì nhiều khi nó có một cái gì bất chắc, ca sĩ hát micro hay là nói cái gì đó mà cần anh chạy ra liền. Bất chắc với lại lâu lâu cô ấy ngủ quên chắc. Thì có mấy lần có đấy hả chú? Tiệc vui quá rồi bầu show mời hoặc nghệ sĩ mời cô ấy mấy ly quay hoặc là EXO. Cô uống là cô không muốn ngủ, nhưng mà tự nhiên là ngủ mất. Nghĩa là cái phần giữa, phần nghĩa là hai show, nhiều khi hai show liên hai tiếp suất, thì cái giữa giờ break đó, cái chị vô mất. Nằm cái ngủ mất. Thì anh ra, nhưng mà được cái vậy nè, ra thì anh cũng cảnh, ôi God, cô không gọi đấy. Ok sorry, anh em ngủ mất rồi, thôi bình thường. Chị lại ra, chú làm chị lại không bao giờ, chị không bao giờ để cái sự anh la ảnh hưởng tới chị cả. Thật sự thì có lẽ là hiếm lắm, sau này không biết là còn gặp được một đôi mà có thể mà bù trừ cho nhau và hòa hợp đến như vậy. Bởi vì người này là giỏi cái khoản này và người kia lại giỏi cái khoản kia, thế lại bù đắp lại cho nhau, và cả hai đều biết nhường nhịn và đẩy nâng cái người kia lên. Thành ra cái điểm này là Ngọc Hân rất là hâm mộ. Cảm ơn cháu. Vâng, nhưng mà bây giờ như thưa quý vị như thế này, quý vị nhìn đằng sau chúng tôi có một cái poster là Paris by Night 124, anh cho em mùa xuân. Đây là cái poster giả thôi quý vị, poster tạm thôi, tại vì đây là chủ đề về xuân, anh cho em mùa xuân, cho nên là toàn là nữ ca sĩ thôi, bởi vì các nữ ca sĩ này là tượng trưng cho những bông hoa mùa xuân, và thứ hai là cho mùa xuân là trao tặng cho em, cho nên là quý vị thấy đây chỉ là tiêu biểu một số ca sĩ như một bó hoa thôi, chứ sự thực ra nhìn như thế này mà quý vị tưởng lầm đấy, show này chỉ có toàn diva không thì không đúng. Không có, nó vẫn là Paris by Night bình thường. Có tất cả các nam ca sĩ và đầy có anh Ngạn trong đó nữa nha. Anh Ngạn là mà chú Ngạn là một trong những người anh cho em mùa xuân đấy quý vị. Chú Ngạn cho anh Ngạn thì là... cho em mùa đông chứ giờ mùa xuân. Anh Duyên đứng kéo 25 năm thì đúng là mùa đông là giá thật rồi. Mùa đông tạm. Vâng, nhưng mà chúng tôi xin thưa như thế này để cho nó rõ ràng là thưa quý vị, theo cái truyền thống hàng năm thì Paris by Night luôn luôn muốn phát hành một cuốn xuân, bởi vì mỗi một năm thì không có cái gì mà quan trọng đối với gia đình là ngày Tết. Như là
đệ tử hỏi Đức Khổng Tử là thầy thấy người ta ăn Tết có như điên như dại hay không? Thì Đức Khổng Tử nói rằng là nếu các con mà biết được sự vất vả của người làm nghề nông quanh năm đầu tắt mà tôi như thế nào, thì con mới hiểu được 3 ngày Tết hay là 1 tháng Tết người ta phải vui chơi như thế nào để quên hết tất cả những mệt nhọc, để rồi sau xuân người ta lại tiếp tục làm như thế. Cho nên là chúng ta thấy những cái phong tục ngày xưa là 3 ngày Tết không đòi nợ là vậy. Tức là 3 Tết cô có nợ anh mấy triệu thì nó cô cứ nhởn như ngồi trong nhà anh em, không được quyền em đòi. Em nghĩ là cái đó là cái Tết là hồi xưa, nhưng mà bây giờ xã hội bây giờ và nhất là ở Việt Nam trong nước đây thì cái ngày nào cũng là một cái ngày mượn cớ để chơi, và họ lấy tất cả những cái holiday của khắp thế giới. Bây giờ cũng có Halloween, cũng có Valentine, ngày bố, ngày mẹ, ngày thầy giáo, ngày đàn bà, mà không những đàn bà Việt Nam, đàn bà quốc tế, nghĩa là bất cứ cái dịp nào để được nghỉ chơi mà là đều nghỉ hết. Việt Nam thì có thể lợi dụng tất cả những ngày lễ để kiếm cách để nghỉ, để chơi. Nhưng mà ở bên Mỹ thì tất cả những ngày Father Day, Mother Day là cái mục đích thứ hai nữa, song song với cái vấn đề truyền thống thì nó là business, để thương mại. Thí dụ như biết đâu là ngày Tết thì cháu lại mua thêm cái LV cho mẹ cháu, hay là ngày ngày Mother Day thì gọi cô mua thêm cái gì tặng cho anh chẳng hạn. Thí dụ như vậy, nó có cái business nữa. Nhưng mà riêng đối với chúng ta thì ngày Tết Nguyên Đán nó là ngày thiêng liêng nhất của dân tộc, bởi vì nó là cái truyền thống lâu đời nhất. Ngày đó cũng là ngày họp mặt, ngày chúc tuổi ông bà cha mẹ, ngày mà cúng giao thừa đón tất cả những người thân đã khuất trở về. Cho nên là đó là cái truyền thống mà chúng ta không bỏ được, và đó cũng là cái mùa mà nhạc Việt là phong phú nhất, biết bao nhiêu nhạc xuân. Thì cũng như thông lệ hàng năm thì Paris by Night lại vẫn muốn quý vị có một cuốn băng xuân để quý vị nghe trong nhà, quý vị nghe trên xe, và nhất là các quán ăn trong cái dịp Tết mở ra. Tuy nhiên cuốn này không phải là cuốn xuân thuần túy chỉ lấy nhạc xuân, mà chúng tôi lấy cái tựa đề là Anh cho em mùa xuân, là bài thơ của Kim Tuấn, nhạc sĩ Nguyễn Hiền phổ nhạc, để thưa với quý vị về nhạc trong thơ. Giống như một cuốn xuân trước đây chúng ta đã làm cuốn là hoa và nhạc, phải không? Thì bây giờ là chúng tôi muốn nhân cái cơ hội này để thưa chuyện với quý vị về thơ và nhạc, tức là nhạc nó chuyển thơ đến với khán thính giả như thế nào. Thưa chú, Ngọc Hưng thấy là cái DVD Paris by Night, và đặc biệt là những cái DVD Paris by Night về chủ đề ngày xuân á, dường như bây giờ nó cũng trở thành một phần trong cái văn hóa vào ngày Tết của người Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hầu hết là vào ngày Tết là cả gia đình đều sum họp lại và phải cùng nhau xem một chương trình DVD Paris by Night chủ đề về Tết để cùng đón xuân với cả gia đình, đúng không ạ? Nhưng mà lần này mình lấy cái chủ đề là Anh cho em mùa xuân, như chú có chia sẻ là một cái bài thơ của thi sĩ Kim Tuấn. Đúng rồi. Như vậy thì hình như là thơ trong nhạc và nhạc trong thơ cũng là một trong những cái theme chính của Paris by Night lần này, đúng không ạ? Nó như thế này cháu. Khi người Pháp người ta đến Việt Nam thì có người Pháp người ta mới nêu ra cái nhận xét là mỗi người Việt đều là một thi sĩ. Là tại vì như thế này, mình thấy rằng là trên đồng ruộng, ở trong nhà, trong cuộc sống đời thường, lúc nào người ta cũng đọc ca dao tục ngữ. Ca dao tục ngữ là một hình thức thơ sao? Chúng ta gọi ca dao tục ngữ là văn chương bình dân, tức là nó phổ biến trong quần chúng rộng rãi. Nhưng mà sự thực những cái tác giả nó không phải là người bình dân. Thường thường là một ông cử, ông tú, một người trí thức nào, ông đồ nho, ông làm ra cái câu đó, rồi tất cả dân gian học theo. Thí dụ con gà cục tác lá chanh, con lợn ổ nỉn mua hành cho tôi. Thì những cái câu đó thì người bình dân chưa chắc đã làm ra được. Nhưng mà một cái người trí thức làm ra câu đó, nhưng mà nó phổ biến tất cả, như là đêm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc nón trên cành hoa. Tất cả những cái đó là nó phổ biến trong dân gian, cho nên chúng ta gọi là văn chương bình dân. Hay là có những cuốn sách thì gọi là tiếng hát đồng quê, là tại vì đại đa số ca dao tục ngữ nó phổ biến ở đồng quê, và người ta sưu tầm được là tất cả là 6.500 câu. 6.500 câu từ những câu rất là ngắn, thí dụ như mẹ dạy con là cần tái cải nhừ, tức là xào rau cần thì xào tái thôi, mà rau cải mới là nhừ, hay là chuối sau cau trước. Nó thành những câu thơ, hoặc là bây giờ bà du cháu, mẹ du con. Miền Bắc thì du bằng Truyện Kiều, miền Nam thì bằng Lục Vân Tiên. Tất cả những cái thơ đó, những đứa bé nó lớn lên thì nó đã được trang bị, nó đã thấm nhuần tất cả những dòng thơ mà ngay trong đạo Công giáo khi làm chuyện các thánh hay là chuyện về Chúa, về Đức Mẹ, người ta cũng làm thơ lục bát. Mục đích là gì? Cháu dễ học. Cháu dễ học, cháu dễ thuộc. Thì bây giờ tất cả những cái thơ đó nó man mác, nó đi khắp và
quần chúng, nhưng mà nó trong giới bình dân nhiều. Bây giờ chuyển sang đến thơ phổ nhạc. Thơ phổ nhạc thì thường thường, chú ngắt lời nói này, những bài thơ thì nó phải có ý thơ, nó phải có chất thơ. Nếu nó không đủ chất thơ, nó không đủ ý thơ mà nó chỉ ghép vần, thì thường thường chúng ta gọi là vè. Chúng ta gọi là vè. Thí dụ bây giờ chúng ta thấy trong nước các nghệ sĩ hài mà tấu hài đó, thường thường người ta chế ra những câu nó có cái vần thôi. Thí dụ mắt lé cho ly hồn é, thí dụ đấy, hay là buồn buồn ngủ, đại cái nó chế ra những cái câu mà có cái có vần. Cái vần đó là một cái hình thức vè. Thơ nó cũng thế, nó phải có vần có điệu nó mới là thơ, nhưng nó phải có cái chất thơ, phải có cái tứ thơ, phải có cái ý thơ thì nó mới ra câu thơ. Thì bây giờ thường thường các nhạc sĩ của chúng ta thấy những bài thơ nào đắc ý thì họ đem phổ thành nhạc. Tại vì các nhạc sĩ của chúng ta, nhất là lớp trước, những người mà chuyên sáng tác nhạc tiền chiến, thì tự cái lời họ đặt nó đã là thơ rồi. Là tại vì ảnh hưởng nhạc của Pháp. Nhạc của Pháp bao giờ cũng có vần, nhạc của Mỹ bao giờ cũng có vần, tức là cái lời ở trong nhạc nó đã là thơ. Nhưng mà nhiều nhạc sĩ Việt Nam thì viết lời không có, có theo vần. Tuy nhiên có một số nhạc sĩ của thời tiền chiến chẳng như Phạm Duy, Phạm Đình Chương, là lúc nào sáng tác bài thơ nó cũng đặt lời cho bản nhạc nó cũng phải có vần. Do đó cái thơ, vậy, thơ nó rất là gần với cái lời nhạc đó. Cho chị hỏi trong... có một cái mà em rất thích là trong cái chương trình này, là ngay cả em đã làm nhiều mà, tại vì em sẽ học hỏi nhiều, có những cái bài hát á, mình nghe nó có một câu thơ mà chỉ cần mình không hiểu một chữ là mình thấy nó mất hay, và khi mình hiểu được cái chữ đó, nó đúng cái nghĩa, nó đúng cái, thì mình thưởng thức cái bài hay vô cùng. Giống như là em nhớ hồi đó anh nói về cái nhạc của Lam Phương mà anh nói là chiếc cầu Ô Thước đó, thì cái đó là lần đầu tiên em mới được nghe là mấy con quạ nó kết nó thành nhau. Nó nối nhau thành ra, vì trong những cái bài xuân này chắc cũng còn nhiều bài mà sẽ có một câu, mà chẳng hạn như cái bài mà em muốn hỏi ngay là Anh Cho Em Mùa Xuân đó, nó có cái câu gì ạ? Lộc non vừa chảy lá. Lộc non vừa chảy lá, thì cái chảy lá là cái gì hả anh? Cái đó là cái câu không hiểu. Lộc non vừa chảy lá đó thì đó. Thế này, thưa quý vị khán thính giả, cái chữ chảy, chảy TR đó, chữ chảy thì nghĩa thông thường, gần như là nghĩa duy nhất thì đúng hơn, là kéo nhau đi, ùn ùn kéo nhau đi, gọi là chảy hội. Và mình chỉ dùng có mỗi chữ chảy hội ngày xuân, hoặc là hội lim, hay là đi các cái hội hè đình đám thì người ta gọi là chảy. Chảy là lũ lượt đi. Thì lộc non vừa chảy lá thì có thể lúc đầu thì chú cũng nghĩ rằng là lộc non vừa trổ lá thì nó đúng là lộc. Lộc tức là cái cành non, cành nó vừa trổ lá thì nó hợp lý hơn. Nhưng mà cháu thấy là cháu cho chú coi là cái bài thơ chép tay đích thực của tác giả là viết chữ chảy. Thì không thể nói là sai. Nhưng mà có thể ông muốn dùng theo đúng, nghĩa. Đúng rồi. Tức là lá nó ùn ùn nó mọc ra cái mùa xuân chẳng hạn. Hay là tác giả hiểu cái chữ đó khác. Nó có những cái vấn đề như thế này này. Nhân mà cháu nói, nhân cô Kỳ Duyên nói thì chú phải nhớ lại như thế này. Dĩ nhiên là cái kiến thức bây giờ người ta không cần phải nhớ nhiều như chú nữa, là bởi vì Google cái gì cũng có. Cái gì cũng có Google. Cái gì không biết cứ hỏi ông Google. Ông Google. Nhưng không phải, không bảo đảm là cái gì trên Google cũng đúng. Đúng. Cũng nha. Thí dụ, hôm mà chú thâu cuốn Gloria 2, cuốn đó là, vì chú là người Công giáo nên không có cuộc duyên, cuốn Gloria thâu tại nhà thờ ở đây. Thì có một bài hát, bây giờ chú quên tên này, đáng lẽ phải hỏi John thì nhớ hết. Lúc đó chú sắp ra để ca sĩ đang hát ở ngoài kia rồi, ngoài sân khấu đang thu rồi, thì chú ngờ ngờ không biết tên tác giả của bài này là ai. Thì Huỳnh Thi lúc đó với John mới ngồi ở bên hông này, chú cầm micro, chú sắp ra thì vội vàng để con vào Google. Thì trong cái bài hát đó Google cho ba tên tác giả khác nhau. Thành thử cho chú không biết làm sao, chú bảo thôi thì đành giới thiệu một cái bản thi đưa cho chú, Huỳnh Thi đưa cho chú là có cái tên in trên đó. Nhưng mà ngay cả những cái bản đánh máy và in là về sau này cũng không chắc là đúng. Chúng ta nhớ là sau năm 75 khi mới bước ra hải ngoại, thì lúc đó người ta vượt biển hoặc là người ta đi năm 75 có ai mang được cái gì đâu cháu. Không mang được cái gì mà, làm gì có iPhone, iPad để mà lưu chữ đâu. Không có ai mang được tập nhạc, không mang được cái gì cả. Thì
bạn bè mới ngồi nhớ lại rồi chép ra. Và một trong những người đó là nhạc sĩ Trường Hải, thì chẳng những ông chép cả nhạc ra, rồi ông chép cả lời. Nhưng mà cái lời đó thì đến cái đoạn này thì anh quên, anh hỏi cô câu này gì, đến đoạn này chú quên chú lại hỏi cháu thì mới cho vào. Hóa ra cái lời đó nó sai lung tung hết, sai lung tung hết. Rồi cái bản đó lại photo ra, cứ thế photo, cứ thế mà in đi in lại nhiều lần. Do nên là bây giờ sự thực ra đó, các tác giả thì phần lớn là đã mất rồi. Mình hỏi cũng không có cơ hội để hỏi nữa. Mà những cái bản đó thì nhiều khi nó sai. Tuy nhiên vấn đề chính là ở đây là chú muốn nói rằng là Google là một cái nguồn tài liệu cực kỳ phong phú và tiện lắm, nhưng mà cũng không có chắc ăn lắm đâu. Cho nên là có lẽ là vì vậy là sau này có rất là nhiều ca sĩ khi mà trình bày là những cái nhạc phẩm, mà đặc biệt là những nhạc phẩm bất hủ mà có những cái từ ngữ mà thế hệ đi sau như cháu với chị Kỳ Duyên cũng không có biết được đó, rất là dễ hát sai lời. Nhưng mà bây giờ mình trở lại với cái chủ đề là những cái bài thơ mà được phổ nhạc, thì thưa chú, có phải như hồi xưa mà những cái câu ca dao tục ngữ thì thường thì dân gian hay phổ ra thành vè để mà hát cho nó dễ nhớ dễ thuộc, thì bây giờ khi mà có những cái bài thơ chị Kỳ Duyên thấy là khi mà được phổ nhạc đó thì làm cho cái bài thơ đó nó nổi tiếng hơn và làm cho những cái người khán giả như mình lại dễ nhớ cái bài bài hát đó hơn là cái bài thơ gốc không chú? Thế này cháu, thơ vốn ít người đọc. Dạ. Cái đó là thực tế thôi. Dạ. Ngay cả cháu mở một tờ báo ra thì cháu đọc truyện, cháu đọc tin nhiều hơn là cháu đọc thơ. Dạ. Thơ vốn ít người đọc. Nhưng nhờ nhạc nó đã đưa thơ đi rất là rộng. Thí dụ Ngô Thụy Miên làm cho chúng ta yêu thơ Nguyên Sa. Ông phổ ba bản Paris có gì lạ không em, tuổi 13, áo lụa Hà Đông, làm cho người ta biết đến và yêu mến thơ Nguyên Sa. Hay là anh Bằng phổ hai bài là Nếu Vắng Anh. Sự thực là cái ý đó là bài, cái bài đó tựa đề là cần thiết. Ngô Thụy Miên đã phổ nhạc, cái nhạc sĩ Anh Bằng lấy cái tên nó hay hơn là Nếu Vắng Anh. Và Mai Tôi Đi của Nguyên Sa. Thì ít ra là Song Ngọc cũng phổ một bài của Nguyên Sa, Tôi Đưa Người Hay Tôi Đưa Tôi, thì là Tiễn Đưa. Thì ít ra là chúng ta biết là có 7-8 bài của Nguyên Sa đã được phổ nhạc, bởi vì thơ tình của ông quá hay. Nhưng mà bây giờ cái công trạng đầu tiên mình phải nói đến là Phạm Duy. Phạm Duy thì phổ thơ đầu tiên là phổ Nguyễn Bính. Rồi sau đó thì bài Thiền Viễn Sứ của Huyền Chi, Thầy Tiền Chiến. Về sau này thì quá nhiều bài về cái thời chiến này chúng ta không có bàn tới nữa. Ông phổ Ngậm Ngùi của Huy Cận là lừng lẫy. Nhưng mà anh, tất cả những cái bài đó kia, em hỏi là khi bác Phạm Duy hay những tác giả này họ phổ, họ dùng tất cả những cái chữ y hệt trong bài thơ, hay là có những cái chữ nào họ đổi để nó đi theo cái nốt nhạc không anh? Họ có lấy ý hay là họ dùng? Có đổi. Nhạc sĩ Phạm Duy nói rõ là có những bài ông có những bài hoặc có những câu ông giữ nguyên. Và có những bài và có những câu ông phải đổi. Thí dụ như là bài của Huy Cận Ngậm Ngùi. Nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoa trinh nữ xếp đôi lá sầu, thì cái đó là giữ nguyên. Nhện buồn sợi buồn con nhện răng tơ không sợi răng mau em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây thì tất cả những cái câu đó là ông giữ nguyên. Nhưng mà có những cái bài ông đổi, thí dụ như bài Còn Chút Gì Để Nhớ. Nhiều bài ông phải đổi một đôi chữ hay anh là truyền viễn sứ. Hỏi lại cho em, hỏi lại cái câu từ đầu đó, nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoa trinh nữ xếp đôi lá sầu, là sao? Tại sao lại vườn hoa trinh nữ xếp vườn đôi lá sầu? Hay vườn hoa? Vườn hoa trinh nữ xếp đôi lá sầu là muốn tả cái gì? Là cái vườn buổi chiều hôm nay nó rất buồn hay là sao? Vì nhớ em hay sao? Thật sự ra đó, trong cái thơ đó nó có nhiều cái lời nó đẹp mà mơ hồ. Tác giả không có giải thích cái đó. Tác giả không giải thích. Đôi khi nó không cụ thể nhưng nó là một cái hình ảnh. Nó là một cái hình ảnh thôi. Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây. Nhưng mà sự thực ra thì ngày xưa có khi nào mà ông chồng mà hầu quạt cho vợ ngủ đâu không? Ông hầu là hầu cho người yêu. Hôm nay là hầu cho người yêu. Nghe là phải biết là cho người yêu rồi chứ không phải cho vợ. Chú ơi, có những cái bài thơ mà nó đã trở thành bất
bất hủ. Ví dụ như cái bài Màu tím hoa sim, và cái bài đó của nhà thơ Hữu Loan thì đã ít nhất là có ba nhạc sĩ đã phổ thơ cái bài đó. Có bác Phạm Duy nè, Dũng Chinh, và ngay cả nhạc cố nhạc sĩ Anh Bằng nữa. Thì trong lịch sử âm nhạc của mình có những cái bài thơ nào cũng nổi tiếng như vậy mà có nhiều hơn là một nhạc sĩ phổ nhạc không chú? Nguyên Sa có bài đó, như chú nói là Ngô Thụy Miên cũng phổ mà giữ nguyên tựa là cần thiết. Nhạc sĩ Anh Bằng cũng phổ là lấy tên là Nếu Vắng Anh. Còn trường hợp Dũng Chinh ấy, là cái bài Màu Tím Hoa Sim thì nó hay, nhưng mà không có nhạc sĩ nào có thể giữ nguyên từ đầu đến cuối. Bởi vì thơ nó, cái thể nó gần như là tự do, chứ nó không phải là thơ lục bát hay là thơ thất ngôn để mà dựa theo. Thí dụ bây giờ có một cái chuyện chẳng hạn như chuyện Lan và Điệp, tức là trong cuốn vừa rồi chú nói là Tắt Lửa Lòng mà về sau này mình đổi thành Lan và Điệp, thì dựa theo câu chuyện ấy cũng có đến 3-4 bài. Chỉ có dựa theo câu chuyện đó thôi. Nhưng mà trường hợp như Dũng Chinh là cái bài Màu Tím Hoa Sim, tác giả đó thì không làm nhiều, nhưng cái bài đó nó là một cái dấu ấn của ông. Như vậy thì trong cái chương trình này, bên cạnh một cái phần từ xưa đến giờ mà ít có người nghĩ đến là thơ và nhạc, thì Paris by Night cũng muốn giống như là phổ biến những cái tinh hoa và những cái tinh túy trong âm nhạc Việt Nam, đúng không chú? Nhưng mà bây giờ mình trở lại với chủ đề mùa xuân, thì nãy chú nói là trong chương trình này cũng sẽ lồng vào những bài hát về mùa xuân để mang đến cái không khí. Như vậy thì tất cả những cái bài hát ở trong chương trình này mình vẫn là rộn ràng ở trong không khí mùa xuân, đúng không chú? Bình thường cháu về xuân nó là bàn bạc khắp chương trình, tại vì sẽ phát hành vào mùa xuân để mọi gia đình có thể đón xuân. Tuy nhiên cái phần MC cũng như là cái chủ ý của producer, tức là Huỳnh Thi và Thủy đó, là muốn chú và Kỳ Duyên sẽ nhấn mạnh đến những nhạc phẩm phổ thơ. Thí dụ chúng ta thấy rất nhiều nhạc sĩ, chứ đâu có phải là cái tiêu biểu chúng ta nhắc là Phạm Duy hay là sau này là Ngô Thụy Miên, nhưng mà chúng ta thấy Nguyễn Hiền phổ bài Anh Trăng Mùa Xuân, Phạm Đình Chương Đôi Mắt Người Sơn Tây, Nửa Hồn Thương Đau, Nửa Hồn Thương Đau, và nhiều bài như là Mái Tóc Dạ Hương, nhiều bài rồi Đan Thọ phổ bài Tình Quê Hương của Phan Đạt Tuyên, rồi Nguyễn Hiền phổ Thái Thủy, quá nhiều. Vì sao? Phạm Duy thì kể không hết, tại vì trong thời chiến ông phổ những cái bài như là Em Pleiku Má Đỏ Môi Hồng, hay là Vũ Hữu Định, rồi tất cả những bản của Nguyễn Tất Nhiên, Em Hiền Như Ma Sơ này kia, nhiều lắm. Hay là Linh Phương bài Kỷ Vật Cho Em. Nhạc sĩ Phạm Duy thì cầm một rừng, mà bài nào cũng phải nói là hay. Ngay cả Trần Tiễn Thanh phổ thơ Chiều Trên Phá Tam Giang của Ngô Thụy Yên, Tô Thụy Yên, Tô Thụy Yên, thì bài đó quá hay mà nhiều khi người ta cứ quên là tác giả là Tô Thụy Yên, người ta chỉ nhớ Trần Tiễn Thanh. Hay là bài Lâu Đài Tình Ái, chúng ta cứ giới thiệu Lâu Đài Tình Ái của Trần Tiễn Thanh nhưng mà quên đó là thơ của Mai Trung Tĩnh. Chị Duyên Ngọc Hân muốn hỏi chị là đứng kế bên nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn là 25 năm rồi, và chị cũng học hỏi được rất nhiều những kiến thức từ chú. Thế nhưng mà mỗi lần Trung tâm Thúy Nga chọn một cái chủ đề mới, mà ví dụ như là chủ đề lần này, thì không biết là đứng kế chú thì những cái mà những cái materials mà để tìm những cái kiến thức đó để mà giới thiệu lên trên sân khấu, thì nó có lần nào làm khó được chị không? Càng ngày càng khó hơn. Tại vì hồi đó đó, khi mà cái cách mà Kiều Duyên với anh Ngạn làm việc đó là mỗi người làm một cái research riêng. Ví dụ anh nói là tôi sẽ nói về cái này, rồi cô làm cái này, rồi hai anh em giáp lại với nhau thì mang những cái research. Nhưng mà càng ngày đó thì anh Ngạn hình như anh càng lười. Cứ bắt đầu show anh vẫn lo, nhưng mà anh vẫn lười là anh, cô phải kiếm chốt nha, cô phải kiếm chuyện nha, anh có cái gì đâu, không, anh không có gì để nói hết. Xong cứ càng ngày về show anh, cô có kiếm được cái gì không, cô có lên Facebook cái gì? Anh rất lo, mà cứ mỗi lần hỏi anh thế anh có gì để nói không, không, anh không có gì để nói hết. Thành ra nhưng mà cô sự thực cô có kiếm gì được đâu, ngoài vài câu thơ cả chớn. Ngoài vài câu thơ càng ngày nó càng cản đề tài. may mà tại vì cháu biết không, thật sự ra thì may mà trời cho chú một cái là cái trí nhớ chú tốt. Cái thứ hai là chú cũng có khá nhiều sách. Thành ra tuy không có internet, không có Google gì cả, nhưng mà Kỳ Duyên ấy, thì rõ ràng là giúp chú được một cái là khán giả, là vì Kỳ Duyên có Facebook mà cái số fan quá đông,
cho nên người ta hay gửi vào những cái bài thơ, thí dụ bài thơ chúc chú 70 tuổi hay gì đại khái bài thơ. Thứ hai nữa là và dĩ nhiên là cuốn nào thì gần như Kỳ Duyên cũng lựa một bài thơ mà người ta khen có Kỳ Duyên trẻ đẹp, thành từ lúc bài nào cũng luôn luôn là ưu tiên. Mà bây giờ đó, những người đó họ cũng quá khôn, khán giả bây giờ họ khôn lắm. Họ biết rằng làm bài thơ đó muốn được đọc trên Paris by Night, họ phải đành phải khen của Kỳ Duyên. Bởi vì họ khen của Kỳ Duyên thì chắc chắn là của Kỳ Duyên sẽ đọc cho biết không? Và bây giờ họ khôn lắm. Và họ còn biết là nếu mà chê anh Ngạn thì Duyên cũng sẽ đọc. Họ khôn lắm cho. Bây giờ Ngọc Hân nghĩ là có một cái idea như thế này, là tại vì chương trình lần này mình cũng muốn nhắc đến những bài nhạc mà được phổ từ thơ. Không mấy từ đây đến đó mình làm một cái contest nhỏ nhỏ là có ai, khán giả nào mà gửi một cái bài thơ hay, mà đặc biệt là thơ khen chị Kỳ Duyên hoặc là thơ khen về chúng ta. Thì gửi một cái bài thơ vào thì biết đâu bài thơ đã được phổ nhạc. Thơ về Tết, thơ về tình yêu. Mà một cái đặc biệt là 25 năm làm việc với anh Ngạn, có nghĩa là sách của anh chị đọc rất là nhiều. Mỗi lần làm script anh viết đấy, nhưng chưa bao giờ em thấy anh làm một câu thơ tình. Anh là nhà văn duy nhất, nếu mà đọc chuyện của anh, chuyện ma làm nhà, hay là những cái chuyện của anh cũng có những cái tình ý, nhưng mà phần đông những cái nhân vật mà họ yêu nhau cuối cùng nó cũng rất là cà chớn, nó cũng rất là người này lừa người kia hay là rồi bỏ nhau, không bao giờ cái cuộc tình nó trọn vẹn mà kiểu như là mơ mộng, như là kiểu Quỳnh Giao hay cái gì thì không có. Thành ra tại sao Tết này anh làm 4 câu thơ tình tặng em đi, hay là khen em đi, hay là bây giờ không cho em mà nói chung cho phụ nữ đi, chứ anh không bao giờ nói một câu thơ tình tứ gì cả. Như viết chuyện tại ma sao một nhà văn mà không có tình, một câu chứ tình gì hết. Ở viết chuyện ma nó dễ không, chưa bao giờ phải không, chưa bao giờ có một câu thơ tình gì hết. Cái này thì anh sẽ mướn người khác làm. Tại sao tại tất cả những tình yêu con tim anh nó ráo khô hết, nó không còn vắt được một giọt tình yêu nào ra nữa hay sao? Nói vậy chứ nó mỗi người có một cái sở trường. Thí dụ bây giờ chú biết thi sĩ Nguyên Sang, anh chú biết thi sĩ Nguyên Sang, ông làm thơ tình rất hay, mặc dù ông không có, không phải là một cái người lãng mạn như là nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Lam Phương hay là vân vân, Hoàng Thi Thơ vân vân. Tại vì ông Nguyên Sa đi du học ở Sorbonne Paris, tốt nghiệp về thì dạy học toàn những trường nổi tiếng như Chu Văn An, rồi mở trường văn học. Thì với một cái thời Việt Nam ngày xưa mà thời anh đi học thì cái thầy giáo nó nghiêm trang lắm, thầy giáo nó không có gần như giống thầy tu hả? Gần như thầy tu là không có lạm quạng được. Thì nhưng mà ông vẫn làm những bài thơ rất hay. Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ông là người cực kỳ đứng đắn. Suốt cuộc đời cơm nhà quả vợ, không có biết một cái gì cả, nhưng nhạc tình rất là hay. Cho nên không hẳn anh không biết cái gì, hay là anh phải nói là rất là đứng đắn, không có cái gì bị lộ hết. Thế nên vậy phải khen tài, tức là hoặc là có những chuyện tình mà không bị lộ. Tại vì anh vẫn nói với Ngô Thị Miên, ông bảo thì anh có nói là làm nhạc tặng người yêu mà hay thì là thường. Làm nhạc tặng vợ mà hay mới đúng là thiên tài. Mà ông làm bản nhạc cho vợ mà rất hay sao? Tính ra mình thiên tài là ông muốn nói đúng là thiên tài. Vì ông bảo, ủa tại sao anh viết bao nhiêu bài như thế này mà bà xã anh không nghi ngờ không gì đó. Thì ông bảo, nhưng mà tại vì tôi có viết cái bài cho bà ấy là dù cho mưa, anh xin đưa em đến cuối cuộc đời. Cái đó là khúc cuối. Và những khúc cuối, và ông ấy nói là anh biết cái đó Ngô Thị Miên à? Nhìn cuối cùng Ngô Thị Miên à? Ông bảo, và tôi kết bằng câu dù sao đi nữa tôi cũng yêu em. Đó. Thế là từ đó là không bao giờ. Whatever. Thôi bây giờ sẵn dịp Tết này là thợ, giờ anh làm 4 câu thơ gì đi, cho tặng chị cũng được. Tại vì ai cũng biết là anh yêu chị quá mà. Tại anh, nhưng mà em chỉ muốn thử cái tài làm thơ tình của anh nó có hay không? Không. Hay là không. Chú trả lời khó khăn đi, nghĩa là ở trong cũng khó khăn như bên ngoài vậy thôi đó. Chú ơi, ngoài sao trông vậy đó. Nhưng mà như vậy bây giờ thơ tình thì chú không viết, không làm. Nhưng mà lúc mà xưa mà chú quen cô, chú có viết thư tình cho cô không? Không, biết rồi. Không biết luôn. Cô Diệp thì nói là anh đó là anh dẫn đi đưa một cái vườn hoa một ngày mà về tới nơi không được vào vườn hoa. Tại vì không đủ tiền vào vườn hoa. Về tới nơi ngày hôm sau anh đã hỏi lấy rồi. Anh đánh mạnh vậy, không có thì giờ làm thơ. Nhưng mà từ đó đến giờ là cũng không biết một cái thư tình nào cả, cũng không có viên nói một cái lời nào mà văn chương. Không, cái thời không văn chương thì không có trong, nhưng mà thơ thông tin thì có. Thơ thông tin thì có. Thông tin tức là ngày xưa cách đây 37 năm thì chú quen cô. Thời đó thứ nhất là điện thoại long distance nó đắt quá, mình cũng không biết xài làm sao để phone call Paris.
nó đâu có cell phone, đâu có internet mà mỗi lần gọi nó tính từng phút, nó tính từng chút một. Cho nên là chỉ có viết thư thôi chắc. Viết thư thì cũng viết thư báo tin là hôm nay anh vẫn khỏe mạnh, nên là đại khái đi làm với hôm nay anh vẫn khỏe mạnh, nhà thương vẫn cho anh uống thuốc đều kiểu vậy đó. Tinh thần anh rất khỏe. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái chủ đề Paribas 124 mà quý vị sắp sửa tham dự. Qua lời mời của chúng tôi là quý vị tham dự ngày 11 và 12 tháng 11 tại Petrangka. Thì thưa quý vị, trong cái không khí xuân như chúng tôi mở đầu với cô Kỳ Duyên với cháu Ngọc Hân đây, đó là một truyền thống của Paris by Night muốn được cùng quý vị đón Tết tại tư gia của mỗi gia đình. Và thứ hai là trong khi đó thì chúng tôi sẽ làm bàn về một cái đề tài mà chúng ta không thể bỏ qua được. Người Việt Nam ai cũng là thi sĩ, 6.500 câu ca dao từ dài đến ngắn đã biết bao nhiêu chuyện. Những câu ca dao đơn giản về nói về lúc nãy anh nói gì, có cua đó, cái gì anh nói chị Diệp ưa nói có gì, có con cua lột đó mà không, không nhớ. Phải cua lột, tức là thí dụ ngày xưa chúng ta đọc những câu như mà về sau này mẹ ru con, chị ru em, bà ru cháu là con gà cục tắc lá chanh, con lợn ổn điển mua hành cho tôi. Thì khi mà chúng ta còn bé chúng ta chưa hiểu, nhưng mà sau này chúng ta phải hiểu là ăn thịt gà thì phải ăn với lá chanh, thịt heo thì phải có hành, hay là con cua lật đật đi hầu, cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua. Là vì nhiều người ru nhưng mà cũng không hiểu cái câu nó là cái gì. Thì tại vì con cua đồng ngày xưa ở Việt Nam nó cháu nó bé bằng cái này này. Cháu không làm cái gì để nó có thịt được. Bẻ nó không có thịt. Thì chỉ còn cách là rửa thật sạch và cho vào cái chày. Giã. Cho vào cái cối rồi giã. Cho nên mới nói là con cua lật đật đi hầu, cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua, tức là cháu muốn ăn con cua cháu chỉ có giã thôi chứ không cách nào khác. Thì tất cả những cái đó là nói về cái đời sống, hay là qua những cái kinh nghiệm. Thí dụ người ta nói là cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, tức là cháu nhìn lên bầu trời cháu thấy cơn mưa mà nó ở phía đông ấy, là chắc chắn nó sẽ mưa. Cháu phải cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn đằng nam vừa làm vừa chơi. Nếu mà mây kéo đen ở phía nam có nghĩa là nó sẽ tan thì nó không có mưa. Thì do tất cả những cái kinh nghiệm lâu đời người ta nói nghĩ ra được những cái câu thành ra ca dao, hoặc là tục ngữ, hay là đời sống, hoặc là mưu tả cái tính tình. Em mới nghĩ ra một cái này mà em bây giờ em phải challenge on anh, gọi là em challenge on air là trên TV, mà không biết là anh có nhận hay không. Đó là như hai đối thủ. Anh đó thì là văn chương rất là nhiều, kho tài, nhưng mà con tim lại khô cạn. Em có thể chữ nghĩa không bằng anh nhưng mà con tim vẫn nóng bức. Bây giờ em challenge anh cái show này, mỗi người làm 4 câu thơ tình đi, rồi đọc cho khán giả coi thấy ai viết thơ tình hay hơn đó. Mà em chỉ cần thắng được nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn là em sẽ nổi tiếng không? Em đâu có, em phải challenge một cái người mà rất là good, mà em mà thắng được là em nổi tiếng, em sẽ thành nhà thơ Kỳ Duyên. Không, anh có nhận hay không? Không, là vì thế này này, làm sao biết đó là cô làm thật? Bây giờ bằng tiến sĩ còn mua giả mà cô. Thì huống chi là cô làm 4 câu thơ, cô mướn thiếu gì người làm. Thì em cũng cho anh mướn luôn, anh cũng có quyền mướn luôn. Làm sao dù... em biết là anh thật, anh cũng có quyền mướn luôn. Nhưng mà dù anh mướn làm người làm dở thì em sao? Đâm nó oan cho anh. Vâng, thưa quý vị, thôi thì trở lại với chương trình. Không dám nhận, không dám nhận. Thông lệ, chúng tôi một lần nữa xin thay mặt cho Trung tâm Thúy Nga, tất cả anh chị em nghệ sĩ, cô Kỳ Duyên và cháu Ngọc Hân đây, kính mời quý vị đến tham dự một trong hai show ngày 11 hoặc tháng 12, tức là thứ Bảy hoặc Chủ nhật tháng 11 tại Petrangka. Thực sự Ngọc Hân thấy là cả cái kho tàng ca dao tục ngữ của Việt Nam, cả cái kho tàng thơ nhạc của Việt Nam mà kết hợp với kho tàng kiến thức từ nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn nữa, thì Ngọc Hân thấy cái phần này thôi là đã đủ cho quý vị cùng đến với Paris by Night 124 với chủ đề Anh cho em mùa xuân, sẽ được tổ chức trong không khí rộn ràng và tưng bừng những ngày xuân như là một cái thông tục của người Việt Nam khắp tất cả những gia đình Việt Nam trên khắp toàn thế giới mà chúng ta không thể nào bỏ lỡ. Kính thưa quý vị, liên lạc ngay với Trung tâm Thúy Nga để lấy vé cho Paris by Night 124 tại Petrangka Resort and Casino vào ngày 11 và 12 tháng 11 sắp tới đây. Số điện thoại của Trung tâm Thúy Nga là 7148945811 hoặc là thuynga.shop.com, thuynga.shop.com. Kính thưa chú, nói về cái phong tục ngày Tết của người Việt Nam bên cạnh cái DVD Paris by Night về chủ đề Tết á, thì thường thường có một cái điều mà khán giả rất là ngóng trong mỗi cái DVD của Trung tâm Thúy Nga, đó chính là phần hài kịch do nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn chấp bút. Không biết là lần này chú có định là sẽ viết một cái kịch bản hài cho Paris by Night 124 không ạ? Có cháu.
trước đây trong cuốn Nguyễn Hồng Ngạn 20 năm sân khấu, cái đấy đúng 5 năm thì chú viết cái vở kịch là Thể dục thẩm mỹ, trong đó có huấn luyện viên là Kỳ Duyên có đóng Nhật Bình, có Nhật Bình Nhật Bình là kia. Thì như bây giờ đó, cuốn này chú sẽ viết là giải phẫu thẩm mỹ, tức là bữa trước là chỗ tập thể dục, bây giờ là cái thẩm mỹ viện đó. Thì chú viết cái kịch đó, nhưng mà chú chưa có tiết lộ được, chắc chắn là chú phải viết bởi vì chú đã hứa cho cái ngày xuân nó vui thì chú sẽ viết. Như vậy thì lần này cũng sẽ có một phần hài kịch của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn viết nên. Chị Kỳ Duyên có định, có nghĩ là có bao giờ chị cũng muốn viết một cái kịch bản hài không? Bởi vì Ngọc Hân thấy, để ý follow những cái post của chị trên Facebook, chị có những cái câu châm biếm rất là ý nhị mà cũng rất là vui. Thành nó không biết là có định... Nếu mà gọi là viết thì chắc còn lâu mới viết được, nhưng mà Duyên có thể đưa ra nhiều cái ý tưởng mà Duyên thấy là funny. Nhưng mà đặc biệt cái show này, nếu mà nói về ca dao vè và thơ, thì Duyên cũng xin tất cả những khán giả trẻ, hay là ngay cả những người bây giờ, những cái câu ca dao nào mà quý vị không hiểu, quý vị gửi vào Facebook cho Kỳ Duyên và Kỳ Duyên sẽ lựa ra để nhờ ông giáo cắt nghĩa. Tại vì có rất nhiều cái, và đây cũng là một cái chương trình để cho tất cả chúng ta đều học hỏi thêm. Thì Duyên nghĩ là không phải, tất nhiên hải ngoại thì đã không hiểu là nhiều rồi, ở cái generation của mình, nhưng mà ở trong nước, ngay cả cái Duyên biết là có những người trẻ họ nghe những cái câu đó hoài mà họ không hiểu. Thì nếu quý vị có câu gì quý vị không hiểu, quý vị thắc mắc, quý vị gửi vào thì cái Duyên sẽ nhờ anh Ngạn cắt nghĩa. Từ nãy đến giờ là quý khán giả đã được biết đến rất là nhiều điều về Paris by Night 124, chương trình trực tiếp thu hình. Nhưng mà Ngọc Hân nghĩ là trước khi khán giả mà đi xem Paris by Night 124 thì có một cái chương trình vừa rồi ở Las Vegas rất là thành công và ai cũng đang mong đợi, đó là Paris by Night 123 với chủ đề ảo ảnh, là cái DVD thu hình lớn nhất trong năm của Trung tâm Thúy Nga. Lần đó khi mà chú đứng ở trên sân khấu với cái chủ đề như thế thì chú cảm thấy như thế nào ạ? Với những màn ảo thuật của ảo thuật gia Jason Latimer. Ảo thuật với lại thôi, chú thì không có kể được vì cuốn nó sắp ra rồi, tháng 10 phải không cháu? Không, tháng 11 vào dịp Thanksgiving. Không, nhưng mà Thanksgiving. Yeah. Tức là ra sau khi mình thâu cuốn hâm. Nhưng mà cái cuốn đó thì chị có thể kể được, tại vì cái nói về, em nhắc về ảo thuật đó, thì thưa quý vị là Kỳ Duyên là được người đứng ngay bên cạnh ông Jason Latimer, có nghĩa là để mà phỏng vấn và để dịch sang tiếng Việt tí. Mà Duyên làm 3 show mà Duyên đứng sát, mà có thật có những cái mình không biết làm sao ông làm. Ví dụ như là ông đẩy một cái tô nước ra thì mình thấy cũng đi trên cái chỗ mà mọi người ngồi, mình đi qua đi lại. Có nghĩa là mình biết nó không có một cái lỗ nào ở dưới để cái gọi là cái secret door hay cái gì hết. Và có một tô nước, ông đổ một cái tô không, rõ ràng ông cầm cái nước, ông đổ vào và ông nói khán giả thọc tay vào, coi hết trong nước cho, và lúc mà ông đổ xuống thì ông còn nói khán giả cầm tay như vậy để ông đổ nước lên cái tay, để thấy nguyên một cái bình nước, nó không có cái gì trong đó. Vậy mà sau đó là ông nhúng tay vô cái nước, ông làm cái ống nặn ra thành nguyên nước mà nó biến thành một cái quả banh tròn. Sau ông nặng ra, sau ông đập tay vô thì nó bể ra nước. Thì cái đó là cái mình không hiểu làm sao bây giờ nó tinh vi lắm. Ông nắn được cái nước đó và từ đâu, nghe cả là mình biết là ông có một cái trick, mình cũng không biết mà từ đâu sát bỏ. Như vậy chỉ đứng sát đứng ngay đó. Cô ơi, cô coi America's Got Talent đi. Tức là những cái người mà phụ diễn là 4 người giám khảo. Tức là nó tận mắt. Không biết làm sao làm sao hay bây được. Giờ nó hay, bây giờ thì nó cao lắm. Nhưng mà đó là một phần của cuốn ảo ảnh. Vì ảo ảnh cho nên chúng tôi mời một ảo thuật gia quốc tế đến. Còn nói chuyện ảo ảnh thì hôm đó tôi phải nói nhiều về cô Kỳ Duyên. Tại vì tôi có đặt một cái câu hỏi là tất cả những người phụ nữ chúng ta gặp ngoài đường là đẹp thật hay chỉ là ảo ảnh? Đó, thì bây giờ mời quý vị coi cuốn Paris by Night 123 thì quý vị sẽ tìm được cái câu trả lời trong đó. Cái cuốn Paris by Night 123 cũng là cái cuốn kỷ niệm mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên đứng thứ 100 ở trên sân khấu của Trung tâm Thúy Nga. Và cái ngày hôm đó cái chương trình đố vui cũng toàn là chung Kỳ Duyên là thôi. Nói về chị Kỳ Duyên đúng không ạ? Đúng, toàn Kỳ Duyên thôi. Có những cái thông tin nào được bật mí mà chỉ có ngày hôm đó khán giả đi xem mới biết về chị Kỳ Duyên không? Không thì công nhận là mình coi lại từ hồi xưa tới nay đó thì đối với Duyên thì Duyên được một cái an ủi. Có nghĩa là có nhiều cái hình hồi trẻ mình quá ốm, mình cứ tưởng trẻ là đẹp hơn, nhưng mà nó ốm sao trông, hoặc là trông xến, hoặc trông gầy quá, hoặc trông không có gì, thành ra không phải lúc nào trẻ hơn cũng là đẹp hơn. Và có những cái hình nó gần gần thì mình cũng thấy là cái độ xuống dốc của mình nó chậm,
nó chậm 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 thế nó mình thấy cũng cũng vui, và nhìn lại tất cả những cái kỷ niệm đó Duyên thấy cũng vui. Không, cái đó thì chú xác nhận, tại vì cô chú làm việc nó, chú phải công nhận cô Kỳ Duyên già chậm lắm trong cũng già nhưng mà già chậm. Chú ơi, bây giờ một cái câu hỏi cuối cùng về Paris Band 123 cho đội ảo ảnh. Hồi nãy chú có chia sẻ là nói chuyện bàn về ảo ảnh đã khó rồi. Như vậy thì khi chọn bài, những bài hát để trong DVD Paris By Night với chủ đề ảo ảnh có phải là cũng khó như thế không chú? Mình khó có chọn những cái bài hát khó như thế hơn nào tại nha? Vì nhạc Việt chỉ có mỗi một bài ảo ảnh, nhạc sĩ Vân viết có một bài thôi. Thế nhưng mà những cái bài khác, thí dụ như là một cái chuyện tình mà cuối cùng nó kết thúc, mình tưởng rằng nó sẽ tới cái khúc này happy ending, nó sẽ tới tới đẹp mà nó không tới, thì hóa ra cái chuyện tình đó kỳ thực nó chỉ là ảo ảnh thôi. Nó giống như là bên nhà Phật mà hay nói chữ sắc không. Thì chú cũng có nói đến cái ý đó trong cuốn đó. Kính thưa quý vị, Paris By Night 123 với chủ đề ảo ảnh, chương trình thu hình có thể nói là đầu tư công phu và lộng lẫy nhất trong năm của trung tâm Thúy Nga, sẽ được phát hành rộng rãi khắp mọi nơi trên toàn thế giới vào dịp đúng dịp Thanksgiving, là một món quà Ngọc Hân nghĩ là có ý nghĩa dành tặng cho gia đình, bạn bè và người thân của mình trong dịp lễ tạ ơn này. Thì xin quý vị ủng hộ thật nhiều, quý vị có thể lên trang Facebook của trung tâm Thúy Nga hoặc là thuyngashop.com, thuyngashop.com để đặt DVD, hay là quý vị cũng có thể ra những đại lý băng đĩa của trung tâm Thúy Nga để ủng hộ cho đĩa gốc nha quý vị, nhớ là đĩa gốc nha, của trung tâm Thúy Nga Paris By Night 123 với chủ đề ảo ảnh. Thế thôi, bây giờ mình ảo ảnh xong rồi, mình tới 124 trở lại một cái câu hỏi cuối cùng dành cho Paris By Night 124. Đó là chương trình lần này chủ đề về mùa xuân thì tất cả quý khán giả đều nôn nóng và chờ đợi để xem. Nhưng mà mình nói về mùa xuân cũng khá nhiều rồi, đúng không chú? Đúng. Thế thì lần này để mà tìm những cái ý tưởng để mà bàn về mùa xuân, và thậm chí bàn về thơ trong nhạc, nó cũng càng ngày càng khó hơn, hả chú hả? Đương nhiên nó khó chứ. Đương nhiên nó khó bởi vì cái gì? Chú với Kỳ Duyên làm 25 năm rồi chắc. Dạ. 25 năm rồi. Cho nên là cái đề tài đó, nó rất là khó. Nó khó cho trung tâm việc chọn đề tài chủ đề đã là khó rồi, huống chi là cái vấn đề khai triển cái đề tài đó giữa cô Kỳ Duyên với chú thì càng ngày nó càng khó. Tuy nhiên trong một cái sự cẩn trọng thường lệ của chú thì cháu đã biết với Kỳ Duyên, hai người làm việc với nhau thì lúc nào chú với Kỳ Duyên cũng tìm tòi những cái gì chính xác để cái thế hệ của chú thì nó đang qua, nhưng mà những thế hệ của cháu, của Kỳ Duyên hay của cháu và nhỏ hơn nữa thì họ đang tới. Mà DVD thì nó lưu lại mãi, nó không thể nào mà giống như là mình ngày xưa mình nói trên sân khấu live show để nó có thể nó tan đi. Bây giờ đừng nói DVD, ngay cả cái iPhone người ta bật thì người ta thâu hết tất cả mọi lời của mình, nó đều tồn đọng lại, thành được cái gì thì cũng phải cẩn thận. Nhưng mà chúng tôi cũng hy vọng rằng trong 25 năm qua cũng nhờ cái sự đóng góp, cũng có một vài điểm mà chú nói sai hay là cố ý hoặc là do cái tài liệu nó sai thì chú cũng có nhiều người viết thư và góp ý và chú đã đính chính. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Câu hỏi cuối cùng dành cho chị Kỳ Duyên là cũng là một người trẻ lớn lên tại Mỹ, đứng trên sân khấu của trung tâm Thúy Nga 25 năm thì mỗi một cái cuốn DVD về mùa xuân như thế thì chị lại học hỏi thêm nhiều điều về cái ý nghĩa và cái giá trị tinh thần của ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Thì tính cho tới thời điểm này, cái quan niệm của chị về ngày Tết nó có thay đổi hơn cái lúc mà chị, trước khi chị đứng trên sân khấu Thúy Nga được xem những cái DVD về mùa xuân không chị? Tất nhiên là hoàn toàn những cái gì mà Duyên học được về mùa xuân là học DVD trên Thúy Nga và qua anh Ngạn. Ngay cả tại vì hồi nhỏ thì chị cũng học trường Mỹ, ở Việt Nam cũng học trường Mỹ. Tiếng Việt còn không biết viết nữa, và tất cả những cái phong tục, ngay cả ông Táo rồi lễ ngày rước ông Táo 30 cái gì đi, tất cả cái đó là mù mờ không biết gì hết. Rồi sang bên này rồi anh Ngạn mới cắt nghĩa là tại sao con cá vàng cá chép nó bay, thành ra chị rất là thích. Chị nghe anh Ngạn nói cũng như là một đứa bé mà học từ trong học gia, thành ra hôm nay là nếu mà nói thêm thơ với nhạc thì đây là một cái cuốn chị sẽ rất thích, tại vì chị sẽ học hỏi được nhiều. Kính thưa quý vị, như vậy DVD, đặc biệt là DVD về mùa xuân của trung tâm Thúy Nga đã trở thành không những là một món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt khắp mọi nơi trên toàn thế giới vào dịp Tết đến xuân về, mà còn là một trong những điều mà đã giúp cho các con em của chúng ta khắp mọi nơi trên toàn thế giới học hỏi, gìn giữ và phát triển bảo tồn văn hóa Việt, đặc biệt là những điểm đẹp về ngày Tết, ngày xuân của cha ông chúng ta đã lưu truyền trong suốt bao nhiêu năm nay. Cho nên chúng tôi rất hy vọng là quý vị vẫn sẽ giúp cho trung tâm Thúy Nga để
để tiếp nối cái truyền thống cao đẹp đó bằng cách là đến tham dự thật đông Paris by Night 124 chương trình trực tiếp thu hình với chủ đề Anh cho em mùa xuân vào hai ngày 11 và 12 tây tháng 11 sắp tới đây tại Pechanga Resort and Casino. Hãy liên lạc ngay với trung tâm Thúy Nga ngay từ bây giờ để lấy được những chiếc vé, và tốt nhất số điện thoại của trung tâm Thúy Nga 7148945811 hoặc là thuynga.shop.com, thuynga.shop.com. Cháu xin cảm ơn chú Nguyễn Ngọc Ngạn cũng như là chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên rất là nhiều đã đến với cái talk show ngày hôm nay và cho Ngọc Hân học hỏi được chưa cần đến chương trình ngày hôm đó là ngày hôm nay là có lẽ là em với chị đã học hỏi được rất nhiều điều từ chú Nguyễn Ngọc Ngạn rồi. Không biết là trước khi chia tay với khán giả thì chú Ngạn và chị Kỳ Duyên có lời gì muốn nhắn với quý khán giả không ạ? Không ạ, không có lời gì nhắn, chỉ xin kính chào quý vị đã theo dõi chương trình Bỏ Thì Giờ Theo Dõi, và chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong một trong hai suất 11 và 12 tháng 11 tại Pechanga. Kỳ Duyên xin kính chào quý vị, tại vì nhường lời nói cuối cùng cho anh Ngạn rồi. Xin chào tạm biệt quý vị. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn sự theo dõi rất quý báu của quý vị dành cho chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào 2 ngày 11 và 12 tây tháng 11 sắp tới đây, Pechanga Resort and Casino, chương trình trực tiếp thu hình DVD Paris by Night 124 với chủ đề Anh cho em mùa xuân. Xin chào tạm biệt quý vị.